Ủa gì mà đông dữ vậy? Bên có làm quá không vậy? Đặt trước á, khiếp thế bây giờ còn phải lại thế nữa cơ. Dạ, hệ thống villa xin chào ạ. Ừ, chào em, chị cần phòng 2 giường luôn bây giờ. Dạ, hiện tại các quý phòng bên em trong hôm nay đều đã được đặt trước hết rồi ạ. Mong chị thông cảm giúp em. Villa rất mong sẽ được gặp chị trong những lần sau ạ. Hệ thống villa xin chào ạ, em có thể giúp gì cho anh ạ? Chào em, anh đã trước hai phòng ngày hôm nay rồi đó. Dạ, em có thấy lịch đặt trước của anh với villa rồi ạ. Dạ, em gửi chìa khóa phòng cho anh ha. Ủa em, chị cũng muốn đặt phòng hôm nay luôn cơ mà. Dạ, như em nói ban nãy, thực sự bên em hôm nay hết phòng rồi ạ. Trừ khi chị có đặt trước với bên em qua phở bò hoặc là trên web ạ. Đặt trước á, khiếp thế bây giờ còn phải lại thế nữa cơ. Ý em là ngay bây giờ chị phải lên mạng đặt xong thì bên em mới cho chị nhận phòng đúng không? Dạ chị ơi, nhưng mà hôm nay villa thực sự là hết phòng mất rồi. Bây giờ chị có lên đặt thì cũng không còn phòng hôm nay đâu ạ. Mong chị thông cảm giúp em nha. Ủa gì mà đông dữ vậy? Bên có làm quá không vậy? Dạ, tại nay cuối tuần á, mà họ thời tiết cũng thuận lợi nữa nên rất nhiều gia đình cũng đi du lịch đó chị. Mà họ phòng bên em đều được khách đặt trước hầu hết như là gần cả tháng trời luôn đó chị. Ừ, đúng rồi, thì hôm nay trời đẹp nên chị mới đưa gia đình đi du lịch đây. Dạ, vâng. Chị vẫn đang không hiểu ông kia đến sau chị cơ mà, tại sao ông có phòng ở mà chị thì không? Dạ chị ơi, anh đó book phòng bên em từ 2 tuần trước rồi đó. Ủa có buồn cười quá không vậy? Rõ ràng là ai đến trước thì phải có phòng trước chứ. Em thích làm khó chị chứ gì? Gọi quản lý của em ra đây. Dạ vâng.